Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Kakowski Eliminator 500 2024, kẻ hủy diệt ra mắt tại Nam Á với mức giá từ 164 triệu đồng. Chốt mức giá khởi điểm nhỉnh hơn con số 164 triệu đồng. Kakowski Eliminator 500 2024 có một thiết kế mạnh mẽ cuốn hút với những tay lái nam nữ cá tính. Kakowski Eliminator 500 2024 hàng tàu mới vừa được ra mắt thị trường Nam Á. Đây là mẫu xe hành trình có mức giá bên Ý là 562.000 IDR. Đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 164 triệu 700 ngàn đồng. Cái mẫu xe này có thiết kế đẹp xuyên thời gian, đi cùng nhiều chi tiết được gọt rũa, đem đến một cái sự nổi bật về mặt tổng thể. Phần khung gầm nhẹ, yên ngồi chỉ thoải mái, giúp người lái, người đi cùng có một cái hành trình đầy lý tưởng, đem đến một cái tinh thần tự do dạo phố và cái sự vui vẻ trong những cái chuyến đi đường dài. Cung cấp sức mạnh cho cái chiếc Kakowski Eliminator 500 2024 là cái động cơ DOC 4 thì xăng đôi dung tích là 451cc. Nó tương tự như cái dòng Ninja 400. Tuy nhiên nó có hành trình dài hơn, thân bướm gạt lớn hơn, đi cùng cái hộp gió lớn hơn. Nhờ đó một cái công suất đã đạt ở mức 45 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 9.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 42.6 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Hộp số còn tại 6 cấp đi cùng với một cái bộ liên hợp chống trượt. Eliminator 500 2024 ở dụng cho mình cái cụm đồng hồ làm hình SD dạng tròn nhỏ gọn, mang đến một cái cảm giác là hiện đại, bổ sung cho phong cách đích thực của chiếc xe. Đồng hồ này giúp cho người lái dễ dàng quan sát các thông số như cái mức tiêu thụ nhiên liệu, cấp số, vận tốc vân. Đồng thời nó còn có một thiết kế kết nối trên hệ thông minh. Kakowski Eliminator 500 2024 ở dụng cho mình cái khung lưới mắt cáo bằng thép và có kiểu dáng cruiser điển hình. Cái mẫu mô tô này có phần đèn pha dạng LED tròn, tay lái rộng, phần yên cao dừng ở mức là 740m, xe nặng 176kg và có cái khoảng sáng gầm là 150m. Có kích thước lần lượt dài, rộng, cao rơi vào khoảng 2250 x 785 như 1100mm, khoảng cách giữa hai chục bánh xe 1520m, dung tích bình xăng 13 lít. Với cái phục nhúng trước của cái chiếc Kakowski Eliminator 500 2024 là cái dạng ống lồng với cái đường kính là 41m, hành trình là 120m, giảm sấp sau là dò soi chủ đôi với cái hành trình là 90m. Mô tô này tận dụng cho mình bánh xe hợp kim 18 inch phía trước, 16 inch phía sau. Bánh trước dùng cho mình cái phần thắng địa đơn 310mm, trong khi cái đĩa sau là 240m. Cả hai đều có hai piston nhưng chưa rõ có tích hợp hệ thống chống bó cứng vành ABS hay không. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.